Hôm nay em làm video clip gửi tới các bác xem về cái độ mới, về cái độ chất của con xe này các bác nhá. Đấy, các bác mình cùng cảm nhận. Đây, đèn rất mới rồi các bạn này. Đèn zin nguyên bản theo xe các bác nhá. Và các bác nhìn cho em những cái vị trí nữa. Đây, nhưng còn mốc quá cái cửa rất là sáng đẹp này. Ghế da zin nguyên bản theo xe vẫn còn rất là mới này. Các bác xem qua loa trong vòng 5 phút đồng hồ để các bác biết về độ chất, độ mới của con xe nhá. Đây, tất cả những con bu lông đều còn chấm vàng, chấm xanh này. Các bác xem này. Đây, tiếp tục nhá. Đây, các bác xem cho em cái vị trí này. Đấy, không chốt khóa xe rất là mới. Đấy, vị trí mà nó được sáng như này, vị trí móc khóa được sáng như này thì tất cả, kể cả như là phần khoang máy nữa nhá, máy động cơ vẫn còn zin, zin từ lắp dàn cò luôn các bác nhá. Đây, những cái chi tiết, những cái vị trí như thế này thì các bác sẽ đánh giá được chất lượng của con xe như thế nào. Đánh giá một cách rất là dễ dàng qua một số những cái vị trí mà em quay ở trên đây. Đấy, quay một số chỗ cơ bản để các bác xem nhé. Đây, ghế này được ngồi nhiều nhất, ghế này ngồi nhiều nhất đây các bác nhá. Và nó vẫn còn được như này, ghế zin nguyên bản theo xe các bác nhá. Đây, những con bu lông này vẫn còn là chấm màu xanh này, một xanh màu vàng này. Đấy, tắp đô tắp ni đây, vô lăng đẹp các bác nhá. Chiếc xe này là chiếc xe Honda Civic 2009 các bác ạ. Đấy, xe được mang biển 14 Đông Triều Quảng Ninh, ngay Đông Triều này thôi, ngay Đông Triều của bọn em. Em thì Hải Dương sang Đông Triều thì chỉ mất có 30 cây, hơn 30 cây thôi. Đấy, đèn xịn nguyên bản theo xe và còn trong vắt này, còn rất là mới này các bác này. Đấy, chiếc xe chạy ít cực kỳ luôn, mà chiếc xe này được cái màu nữa đúng không ạ? Màu này là màu đẹp nhất trong cái dòng xe Honda Civic đây. Và đây các bác xem cho này, từ cái lý này. Đây, từ cái lý ở đây còn mới thế này luôn thì các bác thấy không ạ? Nó còn mới như thế này luôn. Ở dưới đây nhá, kích lốp các thứ đầy đủ hết nhá. Đấy, khung gầm các thứ thì cực sáng luôn rồi. Máy số zin, tí em quay qua cho các bác xem về cái phần động cơ nhá. Đấy, tất cả những cái tì tay đều là zin hết này các bác này. Đấy, nó chỉ hơi bẩn thôi, cái này đánh thì đâu ok. Đây, những cái vị trí này nó sẽ đánh giá được chất lượng của chiếc xe. Nếu mà xe mà đi nhiều là nó sẽ bị ố, nó sẽ bị thâm các bác nhá. Đi nhiều, sử dụng nhiều nó sẽ bị ố, bị thâm, kể cả như khoang máy cũng vậy. Đây, đứng từ vị trí này thì các bác nhìn cho em cái ghế lái này. Đây thôi nhá. Rồi các bác xem. Đây, sắt của nó còn rất là sáng trắng như vậy. Đây nữa này các bác này. Đấy, màu nước của xe vẫn còn nguyên. À, nhiều con là không được như thế này đâu các bác nhá. Các bác có thể là so sánh, các bác có thể là cảm nhận, các bác có thể là xem một số những chiếc xe khác đang được bán, đang được bày bán trên thị trường, xem chiếc xe các bác xem có được mới, có được đẹp bằng con xe Honda Civic này của bên em không các bác nhá. Đấy, một mẫu xe Nhật. Đấy, form dáng rất là đẹp, rất là lành tính, bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Động cơ thì chỉ có 1.8 thôi. Đấy, mức tiêu thụ nhiên liệu của nó rất là thấp luôn, chỉ dao động tầm khoảng 7 lít trên dưới 7 lít trên 100 km thôi các bác nhá. Đây các bác xem cho em cặp đèn pha nữa này. Đèn xịn nguyên bản theo xe, chưa đánh, chưa rửa gì mà nó vẫn được đẹp như này. Đấy, đẹp như này luôn này các bác này, mới như này luôn này, trong vắt như pha lê luôn này các bác này. Đấy, đúng không ạ? Phủ máy nhá. Đây, các bác nhìn cho em những cái vị trí này này. Đấy, sơn chấm xanh, chấm đỏ, chấm vàng này. Đây các bác nhìn này. Đấy, xanh đỏ vàng này. Đấy, đúng không ạ? Đây nhá, chân máy nhá, các bác nhìn cho em này, ốc chân máy này. Đấy, đẹp chưa? Đây cái vị trí mà ở cái chỗ này đây này. Đấy, cái keo ở mặt máy này. Keo này keo zin các bác nhá, vẫn còn nguyên zin từ mặt máy luôn, chứ không phải là chỉ còn cũ thôi, mà đây là zin từ nắp dàn cò luôn các bác nhá. Đấy, tem mác của xe còn nguyên này. Đây các bác xem này, tem mác của xe còn nguyên này. Đấy, tiện đây em quay cho các bác xem phần động cơ luôn. Đấy, tất cả đồ nhựa ở khu vực đầu của xe đây. Đấy, các bác có thể nhìn thấy này, không có hiện tượng bị kém xấu gì đúng không ạ? Được, cái ốc cabo còn chưa mở luôn. Tất cả kính của xe đều là zin các bác nha. Quá tuyệt vời đúng không ạ? Một chiếc xe Honda Civic 2009 các bác nha. Đấy, dòng này thì nó có từ đời 2006, 2007, 2008 cho đến 2010 mấy luôn. Vẫn còn cái form như thế này. Và 2009 thì
giờ nó hơi khác một chút rồi. Và đăng kiểm của xe đây, đến tháng 6 năm sau luôn các bác nhá. Kính của xe cũng đã được dán rồi, lốp của xe vẫn còn tương đối là dày, và một dàn lốp mít. Đấy, một dàn lốp mít. Đa răng vẫn nguyên bản theo xe. Dòng này gương kính điều chỉnh điện hết rồi các bác nhá. Gương kính điều chỉnh hết rồi. Còn ngay bây giờ đây thì em sẽ mời các bác xem chi tiết về chất lượng của con xe này. Vừa giờ em quay sơ qua, quay tổng thành một số những vị trí cần thiết để các bác xem. Các bác thấy chiếc xe này ưng rồi thì các bác xem tiếp tục nhá, và cùng cảm nhận về chiếc xe này một cách sâu sắc từng chi tiết một. Sau để các bác mình ưng nhất, ưng cơ mắt nhất đúng không ạ? Và khi ưng mắt rồi thì các bác mình hãy nhấc máy gọi điện cho bên em sớm để được chốt chiếc xe. Chiếc xe quá đẹp so với đời luôn. Không biết các bác đã từng nhìn thấy chiếc xe nào đẹp như chiếc xe này chưa? Còn đối với cá nhân em là thợ và em cũng mua cái dòng xe này rất là nhiều rồi, nhưng mà em chính xác là rất ít gặp được một chiếc xe đẹp như thế này các bác nhá. Rất ít luôn. Tôn vỏ đây các bác nghe này. Đấy, tôn vỏ này. Xe không va quẹt nhá. Bây giờ tôn vỏ xe còn rất là ok. Bu lông ốc vít ở những phần bàn lề cánh cửa đây còn zin đét các bác nhá. Còn zin nguyên luôn. Chưa vặn vọ gì. Cái cửa gioăng này cũng vậy đây. Đấy, khung cột keo. Keo chỉ của xe không mất một phân nào nhá. Nguyên zin cả con. Thân vỏ mỏng dính luôn, không bả ma tít, không bị móp méo gì. Mỏng đây là em nói là mỏng, là không có ma tít. Các bác nhá. Chứ còn thì tôn của cái dòng này thiết kế ra là phân khúc hạng C, cho nên là tôn vỏ nó dày hơn so với những dòng Fiat rất là nhiều. Đây, gioăng này. Đấy, đẹp chưa? Chiếc xe đẹp như này thì không có nhiều trên thị trường đâu. Đấy, các bác đang quan tâm, mình đang có cái dòng tiền là hơn 200 triệu mà các bác nhà mình đang tìm một chiếc xe đẹp, chưa biết mua chiếc xe nào thì các bác nhà mình mua cho em chiếc xe này, tìm hiểu và mua cho em chiếc xe này nhá. Đây, bu lông ốc vít của xe sáng quắc luôn này các bác này. Đây, chỗ này trắng này. Đấy, đúng không ạ? Rất sáng đẹp. Keo chỉ của xe đây, lòng trong sơn zin các bác nhá. Táp ly phần da này cũng là da zin nguyên bản theo xe đây, không có bị bong, không bị thủng lỗ một chỗ nào cả. Từ cái vân tay mở đây cũng không bị mòn này. Đấy, các bác thấy không ạ? Riêng có cái tay cửa bên đây thì kiểu người kiểu trước người ta làm nào nó cứ nó bật cái lớp sơn bên ngoài ra này các bác này. Đấy, da thì nó còn biết da này nó lại có cái lớp sơn, chứ còn thì cái phần này các bác nhìn cho em này, này nó còn rất là ok nhá. Đấy, rất là ok. Cái này thì về các bác đánh đi các bác nhá, đánh đi nó sẽ sạch, đánh đi nó sạch sạch ngay. Đây, những cái đồ nhựa này. Đấy, da xịn còn rất là ok đây đúng không ạ? Sàn của xe thì cũng đã được bọc sàn da rồi, và tất cả những cái phần đồ nhựa, đồ da của trong xe thì còn rất là mới luôn. Đấy, các bác xem. Và chủ xe trước cũng thiết kế một cái khóa đây rồi này, khóa vặn chìa nhá. Đấy, mẫu này bạn đủ thì sẽ có một cái màn hình xịn nguyên bản theo xe luôn các bác nhá. Đây, có tâm khí này. Đây, cửa gió đẹp này, vẫy vỡ gì này. Và trên đây thì cũng đã có một số những cái đồ chơi đúng không ạ? Ở trên đây là đồng hồ km nhá. Và km của chiếc xe này hiển thị ở trên đây chỉ có hơn 10 vạn một chút xíu thôi. Km chuẩn luôn, 13 vạn các bác nhá. Đấy, rất là ít. Đây các bác nhìn xem những cái nút bấm này rất đẹp này đúng không ạ? Âm thanh nghe hay, chìa khóa khiển xịn nguyên bản theo xe. Đấy, vô lăng đẹp, phù số đẹp đây. Cái da này của nó thì vẫn là da zin. Đây, da zin thì trong đó cái chỗ này nó hơi sứt cái da ra một chút này. Đây là da zin nhá. Chiếc xe này thì tất cả của nó vẫn là zin. Từ cái chỗ này em vẫn cứ để nguyên zin này. Nếu bác nào mà không thích nó rách như này thì về mình bọc lại cái này hết có mấy chục nghìn thôi. Bên em có thể bọc cho bác thì mình miễn phí luôn. Bọc miễn phí cho đây nhá. À, em muốn để nguyên zin thì em muốn để như vậy thôi các bác nhá. Rồi, tiếp theo. Đây, phần gioăng ở đây này, các bác nhìn này. Gioăng lẹp của xe rất là căng, không bị cong vênh gì.
tất cả gioăng trong gioăng ngoài đẹp các bác nhá, gioăng cửa gioăng khung hoàn toàn đẹp. Những cái mép ở đây nó không bị sứt, không bị mẻ này các bác này, nhiều con đã bị sứt mẻ ở cái phần mép gioăng cánh cửa này rồi. Đấy. Đây, tiếp tục các bác cùng xem. Đây, đắp đi cánh cửa này. Đấy, qua đẹp hơn chỗ này thì vừa bên em mới lau vệ sinh xong thì nó nhiều chỗ còn ướt các bác nhá. Ở chỗ này em quay rồi đúng không ạ? Lòng trong sơn zin, tất cả những con bu lông đây vẫn được chấm sơn màu xanh vàng. Chi tiết đầy đủ. Các bác nào mà đang quan tâm đến dòng này thì mình xem kỹ nhá. Còn bác nào mà không quan tâm đến dòng xe này lắm thì mình xem lướt qua thôi cũng được. Trần của xe thì vẫn là trần nỉ zin, rất là sáng đẹp. Đây nữa là con này. Đấy. Theo chỉ đây nhá. Lốp dày nhá. Đây các bác xem chưa? Lốp dòng lốp mít này. Và loại lốp này là loại lốp đắt tiền luôn đấy ạ. Và khe lốp của xe rất là dày đây. Khung gầm thì không có tí mục mọt nào. Đấy, hoàn toàn một chiếc xe không có lỗi để chụp bác mình chê luôn. Vâng, không có lỗi luôn các bác nhá. Đèn này, đèn zin này, tất cả hai bên đều là đèn zin, đèn xịn nguyên bản theo xe các bác nhá. Đấy. Lốp nữa này. Lốp đây. Rất là dày. Đang chỗ này em quay rồi, em quay sơ lại thôi. Đấy, lòng trong này, zin các bác này. Chỗ này có ốp lốc rồi nhá. Một cái tắp đi cánh cửa nữa đây các bác nhá. Tất cả bốn cánh, những cái phần tay mở cửa này. Đấy, những phần tay mở cửa rất đẹp này. Đây. Những con bu lông ở bên đây này các bác này. Đẹp chưa? Các bác có nhu cầu đổi xe thì bên em cũng sẽ đổi cho các bác nhá. Các bác có bất kỳ một chiếc xe nào muốn đổi bên em đều đổi hết. Đấy. Xe nhiều tiền, xe ít tiền, xe xấu, xe đẹp bên em đổi hết. Riêng đã đổi thì đổi hết các bác nhá. Còn thì mua thì bên em phải mua xe đẹp. Còn nếu mà đổi đấy thì bên em xe xấu bên em cũng đổi. Đổi xong thì em bán luôn cho thợ. Đấy. Những chiếc xe xấu ấy, những chiếc xe mà bị lỗi đấy ạ. Bị lỗi thì đổi xong thì em bán luôn cho thợ nhá. Thợ về người ta dọn xong bên này người ta bán tiếp. Chứ còn bên em các bác biết rồi là không bán xe lỗi. Đấy, xe đẹp chưa? Các bác thấy chiếc xe đẹp, các bác cho em xin một lần like nhá. Con bù lông này các bác này. Đấy. Sơn của xe vẫn nguyên. Đấy, cửa đóng chắc chắn, rất là êm ru. Kính zin các bác nhá. Tất cả phần nẹp kính này. Nẹp trên, nẹp dưới này. Rồi cái phần nhựa phần gioăng ở cái khung cánh cửa này nhá các bác nhá. Đấy. Từ cái lẹp ở trên nóc nữa này. Đấy. Và sơn zin của chiếc xe này vẫn còn khá là nhiều. Sơn rất là bóng và có thể soi được gương. Tôn vỏ móng mình có thể là có ốp kêu như này. Chưa? Đấy. Một chiếc xe đẹp này không có nhiều đâu. Các bác nhà mình xem xong mình thấy phù hợp với nhà mình thì mình hãy nhấc máy và gọi điện sớm để được chốt chiếc xe này nhá. Và trong cái đợt này bên em hỗ trợ vận chuyển giao xe cho các bác mình trên toàn quốc, bất kỳ tỉnh thành nào. Đấy. Bất kỳ tỉnh thành nào các bác nhá. Miền Trung, miền Nam đều vận chuyển hết cho các bác được. Miền Bắc thì rất là dễ dàng rồi. Miền Bắc thì bên em đánh xe tận nơi cho các bác được. Trong ngày luôn. Nếu mà miền Bắc đánh xe trong ngày luôn các bác nhá. Tem logo của xe này còn nguyên đây này. Móc suốt khóa đẹp này em quay lại này. Đấy. Con bu lông này vẫn còn đẹp nguyên này. Đấy. Phần vách cửa thì hơi bẩn một chút thôi. Đây các bác xem. Gioăng khung, gioăng cánh đây. Rất là ok. Những cái bím bấm nhá. Các bác xem những cái bím bấm ở đây này vẫn còn nguyên này, không bị mòn này. Đây là hệ thống gương, đây là chốt cửa và đây là nâng hạ kính các bác nhá. Các bạn tắp ly cái bên đây thì được sử dụng nhiều, được bám tay vào nhiều. Đây những con bu lông ở đây các bác này. Đấy, đẹp chưa? Vẫn còn chấm sơn màu đỏ đỏ này. Đúng không ạ? Trần của xe thì vẫn là trần nỉ zin, hơi bẩn một chút thôi. Mà mình đánh đi cái nào ok, sạch sẽ ngay.
Rồi em quay gần một chút cái phần phụ tắp lô này cho các bác mình ngắm luôn nhá. Đây chip 57852. Thôi cửa đóng này các bác nghe cho em cái tiếng cửa này. Em thả tay nhá, không phải là đóng đâu. Đấy, thả tay nó đã hút vào rồi. Đấy. Rất là tuyệt vời cho một chiếc xe tiền không nhiều. Các bác mua những chiếc xe đẹp như thế này, mình tất nhiên là mình phải bỏ ra cái số tiền nó phải xứng đáng, đúng không? Xứng đáng cho một chiếc xe. Một chiếc xe đẹp như này, nếu mà các bác mình mua chiếc xe cũng với chất lượng như thế này đi, nhưng mà đòi nó cao hơn, thì chắc chắn một điều rằng sẽ không có cái giá là hơn 200 triệu đâu, và sẽ không có giá mà em ghi như ở phần tiêu đề đâu các bác nhá. Và chẳng qua cái chiếc xe này nó mất cái đời một chút thôi, chứ còn thì về độ chất nó không thua kém những cái mẫu xe đời cao, không thua kém những cái mẫu xe đời cao một chút nào đâu. Nhiều bác bảo là sau Civic 2009 nhiều con bán rẻ hơn cơ mà, đúng không ạ? Thế nhưng mà nói thật với các bác là có những con ở dưới 200 triệu 2009 cũng có luôn các bác nhá. Đấy là những con xe mà nó chạy nhiều, đấy là những con xe nó bị lỗi, nó bị kém, hoặc là không lỗi, nó không chạy, nó không lỗi, nó vẫn còn chạy ngon. Thế nhưng mà xe nó chạy nhiều hoặc là chủ xe đi không giữ gìn thì những chiếc xe đó hoàn toàn rất là rẻ các bác nhá. Và khi mình mua chiếc xe mà chất lượng kém như vậy thì sẽ không đảm bảo cho các bác mình yên tâm đi ra ngoài đường đâu. Còn mẫu này thì các bác yên tâm, hoàn toàn yên tâm luôn. Đây thân vỏ của xe này, các bác hoàn toàn yên tâm về chất lượng của con xe này nhá. Và các bác thì mình không phải là đi trong một thời gian ngắn, kể cả các bác có đi trong một thời gian dài 5-7 năm đi, không phải suy nghĩ đối với cái mẫu của xe này luôn các bác nhá. Xe thì được đăng ký biển Đông Triều Quảng Ninh, và bên em có hỗ trợ rút hồ sơ và sang tên cho các bác mình bất cứ đâu, bất cứ tỉnh thành nào ở trên toàn quốc nhá. Và các bác có nhu cầu mình công chứng ủy quyền thì bên em cũng làm cho các bác mình đầy đủ. Sang tên thì các bác bảo là sang tên nó hơi tốn tiền một chút thì làm công chứng cho anh thôi, đúng không ạ? Nhiều bác cần làm công chứng thì bên em cũng sẽ hỗ trợ đầy đủ. Đấy, phần trên này được ốp lốp các bác nhá, sáng sạch. Đấy, đèn pha em quay lại cho bác xem đây. Quay rồi nhưng bây giờ quay lại thôi. Wow. Sau đó thì sẽ quay gầm cho các bác mình xem nữa nhá. Phía sau kia thì được trang bị có những cái loa kìa. Đấy. Ghế trước ghế sau đều là ghế xịn. Một bộ lốp này các bác có đi mua thì mình còn mất đến cả hơn 10 triệu. Hơn 10 triệu các bác mới mua được một bộ lốp này nhá. Đấy, chiếc xe này coi như là mình đã tiết kiệm được hơn 10 triệu rồi. Sơn xi bóng đẹp, bóng cườm, long lanh cả con luôn. Các bác khi đã thích rồi thì chỉ cần alo phát là chiếc xe này sẽ thuộc về các bác nha các bác nhá. Còn thì giá thì vẫn có lùi thêm. Đây các bác nhìn cho em ở cái khu vực gầm sàn này, không có cái hiện tượng mục mọt gì các bác nhá. Xe đẹp lắm đấy ạ. Gầm sàn ra, sàn sáng quắc luôn. Và tiếp tục những mẫu xe bị mọt không tính làm gì, đúng không ạ? Đây gầm đây. Đấy thì đến thời điểm này, đến phút thứ hơn 19 phút, 20 phút đồng hồ thì em cũng đã quay xong chiếc xe này rồi. Các bác mình có cần sự hãy liên hệ cho bên em. Đấy. Liên hệ trực tiếp cho bên em theo hai số điện thoại này. Đây hai số điện thoại này nhá. Đây số điện thoại này. Đây 093 8586307 hoặc 0389 000555. Em có hai kênh, kênh Facebook và kênh YouTube các bác nhá, hai kênh đây. Và địa chỉ đây, 90 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương. Và đến đây thì các bác sẽ có nhiều sự lựa chọn. Lúc nào bên em cũng có trên 100 đầu xe các loại để các bác lựa chọn. Với phân khúc cầm tiền từ 100 cho tới 500-700 triệu rất là nhiều. Đấy,
siêu thị ô tô Hải Dương biết chăng các bác nhá. Vâng, xin được cảm ơn các bác đã quan tâm và ủng hộ đồng hành với kênh của bên em trong cái thời gian qua. Xin được cảm ơn các bác rất là nhiều ạ.